Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Thưa quý vị, vừa qua dư luận không khỏi bàng hoàng trước thông tin về vụ xe ô tô 16 chỗ chở đoàn người đi lễ đâm vào xe đầu kéo dừng bên đường, khiến 5 người tử vong thương tâm. Đáng chú ý trong vụ việc nói trên, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã có thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương xảy ra tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 14B03657 sau khi đi lễ tại đền Châu Lục, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, về đến km 70 830 quốc lộ 1A là đoạn đường dốc, cua, trời tối không có đèn đường, đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 98C01645 rồi văng sang bên trái đường. Cùng lúc này, Ô tô đầu kéo khác do anh Nguyễn Thành Bảo, 27 tuổi, trú tại Bình Định, điều khiển đi đến, tiếp tục va chạm với xe 16 chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo biển kiểm soát 98C 01645 bị hư hỏng, đang dừng đỗ bên phần đường dành cho xe cơ giới hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Theo nội dung báo cáo, xe đầu kéo đang dừng đỗ có đặt vật cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16 mét. Qua test nhanh, cả ba lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chân ma túy Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm trong vụ việc. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hậu quả khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Bởi vậy, ngoài việc hỗ trợ nạn nhân gặp nạn, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định lỗi của người điều khiển phương tiện để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ông Cường, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hồ sơ hiện trường, dấu vết để lại trên hiện trường, xác định điểm va chạm, vị trí các phương tiện, đặc điểm của đoạn đường, lấy lời khai của các tài xế, lời khai của người làm chứng để xác định khả năng quan sát của các tài xế, làm rõ tốc độ, hướng di chuyển, phần đường làn đường, vị trí chiếc ô tô đầu kéo dừng đỗ và khả năng làm chủ tốc độ của các phương tiện còn lại. Đặc biệt sẽ làm rõ khả năng quan sát và làm chủ tốc độ của người điều khiển chiếc xe ô tô 16 chỗ. Trong đó, làm rõ tốc độ, hướng di chuyển và thời điểm người lái xe ô tô 16 chỗ phát hiện ra có xe dừng đỗ là cách bao xa. Với đoạn đường cong, anh sang yếu như vậy, cần phải thực nghiệm hiện trường để xác định khả năng quan sát của người lái xe 16 chỗ, từ đó xác định người này có chú ý quan sát, làm chủ tốc độ hay không. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy tài xế lái xe ô tô 16 chỗ hoàn toàn có thể phát hiện ra chiếc xe đang dừng đỗ phía trước có cảnh báo và hoàn toàn có thể giảm tốc độ, đánh lái để tránh một vụ tai nạn, nhưng do thiếu chú ý quan sát nên đã không phát hiện ra dẫn đến vụ tai nạn. Trong trường hợp này, có thể xác định tài xế xe 16 chỗ có lỗi gây hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Với hành vi điều khiển phương tiện có lỗi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vị chuyên gia cho biết Đến nay, cơ quan chức năng chưa làm rõ tốc độ và hướng di chuyển của chiếc xe 16 chỗ. Vấn đề này rất quan trọng để xác định người điều khiển chiếc xe có lỗi hay không. Tuy nhiên, pháp luật quy định, người điều khiển phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông thì phải chú ý quan sát, không chỉ là quan sát thông thường mà phải làm chủ tốc độ. Khi gặp chướng ngại vật, phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất, thậm chí có thể dừng lại. Pháp luật cũng cho phép các phương tiện hư hỏng có quyền dừng độ bên phải của chiều di chuyển và có cảnh báo đặt phía sau để tránh va chạm với các phương tiện cùng chiều. Vì vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy, nguyên nhân chiếc xe đầu kéo dừng là do hư hỏng, việc dừng đỗ không thuộc trường hợp pháp luật cấm, không có biển cấm dừng đỗ và đã có cảnh báo vị trí dừng đỗ đúng quy định thì người lái xe đầu kéo không có vi phạm, không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với vụ tai nạn. Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong ở Lạng Sơn, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, lấy lời khai của những người liên quan. Được biết, tài xế xe khách là người duy nhất bị thương nhẹ, còn 15 hành khách trên xe thì 5 người đã tử vong, 10 người đi cấp cứu sau vụ tai nạn. Tài xế này cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông đã cố gắng đánh lái nhưng không kịp. Tài xế xe khách kể lại giây phút va chạm kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng. Ông Quách Đình Trọng, sinh năm 1966, trú tại tổ 23, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tài xế xe khách biển kiểm soát 14B03657 cho biết, hiện tại tôi chỉ bị đau ở chân phải và đang chờ làm việc với cơ quan điều tra. Kể về diễn biến vụ tai nạn, lái xe trọng cho biết, ngày 30 tháng 10, đoàn xe khách thuê xe và tôi là người lái đưa họ từ Hạ Long, Quảng Ninh lên Lạng Sơn để làm lễ hậu đồng. Tối qua khi mọi người làm lễ thì tôi ngủ trên xe để lấy sức vì theo kế hoạch sẽ về luôn trong đêm. Tài xế Trọng cho biết khi mọi người lễ xong thì lên xe ra về. Khi đi đường tôi thấy có đặt một khúc gỗ to bằng cổ tay cách xe khoảng 15 mét. Ở gần đuôi xe có thêm ít cành cây chứ không có biển cảnh báo hay phản quang gì cả. Cách đó 50 mét tôi điều khiển xe và bật đèn cốt khi phát hiện thì có xe container đi theo chiều ngược lại, tôi phanh và đánh lái ra tránh thì không kịp nữa. Tài xế Trọng khẳng định khi đó không buồn ngủ, bản thân làm nghề lái xe từ năm 1986, chiếc xe đầu kéo bị hỏng đỗ chiếm hết đường nên tài xế không có cách nào khác. Sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù đã bị chấn thương nhưng tài xế Trọng đã cùng người dân liên hệ với cơ quan chức năng để đưa người bị nạn đi cấp cứu. Trước đó vào hồi 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, Tại km 70 830 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Rừng Cấm, chấm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô hợp đồng chở khách 16 chỗ và xe đầu kéo bị hỏng máy dừng bên đường, hậu quả làm 5 người tử vong, nhiều người bị thương. Người lái xe khách được xác định là Quách Đình Trọng, sinh năm 1966, trú tại tổ 23 khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lúc xảy ra tai nạn xe khách đang đi theo hướng Lạng Sơn, Hà Nội, trên xe có một lái xe và 15 hành khách. Sáng ngày 31 tháng 10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng đó, tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này. Ông Hùng cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa cho các nạn nhân bị thương đang điều trị. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cua dốc. Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ bên đường dành cho xe cơ giới. Chiếc xe khách bị tai nạn là xe hợp đồng chở người từ Quảng Ninh đến lễ tại Lạng Sơn. Sau khi đi lễ tại Đền Chầu, xã Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn, đi về thì gặp nạn. Vụ tai nạn đã làm 5 người chết. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, gia đình các nạn nhân và người bị thương theo đó, hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng trên một gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng trên một người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm Cao Văn Toàn sinh năm 1992, trú tại Quang Hành, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Ngô Thị Nga sinh năm 1971, Bùi Thị Thủy sinh năm 1970, Trần Thị Thanh sinh năm 1952, Bùi Đức Thuận sinh năm 1980 tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân bị thương gồm: Võ Thị Hà sinh năm 1963, Lê Thị Nhàn sinh năm 1970, Mai Thị Bông sinh năm 1948, Nguyễn Thị Loan sinh năm 1969, Vũ Thị Thanh sinh năm 1968, Nguyễn Thị Hoan sinh năm 1964, Bùi Duy Quân sinh năm 1967, Vũ Công Tiến sinh năm 1960, Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1978, Vũ Thị Thúy sinh năm 1971. Khi thực hiện kiểm tra dữ liệu trên hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm cho biết, xe khách mang biển kiểm soát 14B03657 được đăng ký sở hữu bởi Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuân Lộc, địa chỉ số 72 Trần Cao Vân, Tổ 3, Khu 2, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin trên hệ thống thể hiện, xe khách này được đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2019. Đây là xe hãng Hyundai, loại 16 chỗ, Xe này đã được doanh nghiệp chuyển đổi sang biển vàng, xe kinh doanh vận tải. Lần kiểm định gần đây nhất là 29 tháng 8 năm 2023, thời hạn kiểm định của phương tiện đến ngày 28 tháng 8 năm 2024. Dạng sáng cùng ngày, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và công an tỉnh Lạng Sơn đã đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện huyện Chi Lăng và Bệnh viện Hữu Lũng. Lãnh đạo công an huyện Hữu Lũng cho biết, Cả ba tài xế liên quan đến ba phương tiện trong vụ tai nạn giao thông nói trên, sức khỏe đều ổn định, trong đó tài xế xe khách 16 chỗ chỉ bị xây sát nhẹ. Qua kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy, cả ba tài xế này đều không dương tính với nồng độ cồn cũng như không sử dụng ma túy. Hiện, cơ quan công an đang làm việc với cả ba tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Thưa quý vị, có thể thấy đây là một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Sau vụ việc, cũng là một lời cảnh tỉnh cho các tài xế cần chú trọng đảm bảo hơn trong quá trình tham gia giao thông để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc tương tự. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.